Kobe, nhân vật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến Luffy và One Piece. Hello, chào mừng em đến với băng hải tặc của Captain Samsoi. Như anh em đã biết, Kobe có thể nói là một trong những người bạn đầu tiên của Luffy, xuất hiện xuyên suốt trong hành trình của Tứ Hoàng Luffy với vai trò là người bạn và có lý tưởng trở thành một hải quân chân chính bảo vệ mọi người. Và sau khoảng thời gian time skip, Kobe có một màn lột xác ngoạn mục, cả về ngoại hình lẫn sức mạnh. Từ một cô bé yếu đuối bị bắt nạt, giờ Kobe đã trở thành một hải quân được chính Monkey D. Garp dạy dỗ. Phân cảnh nổi bật về Kobe nói lên mọi điều từ bản thân cậu ta. Phải nói đến cảnh Kobe một mình đứng cản Akainu lại và được chính Tứ Hoàng Sành cứu mạng. Và mình tin rằng vai trò của Kobe sau này cũng không hề tầm thường và góp phần to lớn trên chuyến hành trình trở thành vua hải tặc của Luffy. Ok, hôm nay anh em hãy cùng mình tìm hiểu Kobe, nhân vật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến Luffy và One Piece. Bắt đầu thế nào? Tổng quan. Trước tiên hãy cùng nhìn tổng quan về Kobe nhá. Kobe là một trong những nhân vật đầu tiên xuất hiện trong bộ manga One Piece nổi tiếng và là người bạn đầu tiên xuất hiện trên hành trình chinh phục One Piece của Luffy. Kobe trong lần xuất hiện đầu tiên là một cậu bé với thân hình nhỏ bé và vô cùng nhút nhát, hay khóc lóc. Trước khi được Luffy giải cứu, Kobe từng làm việc và trở thành tạp vụ của một băng hải tặc. Sau đó, Kobe bắt đầu làm việc dưới trướng cho một phó đô đốc, sau đó được Garp cho luyện tập và thay đổi một cách bất ngờ cả về ngoại hình lẫn tính cách. Cậu từng liều mạng hai lần vì những gì mình coi là chính nghĩa. Trong đó chi tiết đáng chú ý đặc biệt là trong trận đánh ở Marineford, Kobe đã một mình đứng đối đầu với Akainu làm trận chiến tạm ngừng, đem đến số ít giây quý giá để Luffy trốn thoát. Mối liên hệ với các đô đốc, Kobe sẽ trở thành đô đốc hải quân. Ok, anh em đều biết Thánh Oda rất hay lồng ghép những câu chuyện cổ của Nhật vào các tác phẩm của mình. Và câu chuyện xoay quanh Kobe cũng là một câu chuyện được tác giả đưa vào. Đó là câu chuyện về Momotaro, cậu bé quả đào. Momotaro là cậu bé được sinh ra từ quả đào, được hai vợ chồng già nhặt về. Sau thời gian, cậu bé lớn khôn khỏe mạnh. Một hôm nọ, sau khi được nghe có một tên quỷ gần làng, cậu bé quyết định đi tiêu diệt nó. Trên đường cậu gặp được những con vật và kết bạn với chúng và cùng chúng đi tiêu diệt quỷ. Những con vật bao gồm khỉ, chó và chim chỉ. Nói đến đây, anh em cũng nhìn ra điểm tương đồng đầu tiên với ba loài vật trong câu chuyện tương ứng với ba đô đốc cũ trong One Piece, gồm chó đỏ Akainu, khỉ vàng Kizaru và chim chỉ xanh Aokiji, phải không? Nhưng chưa hết. Tuy theo nguyên tắc, câu chuyện cùng với Momotaro tiêu diệt quỷ chỉ gồm 3 con vật trên, nhưng theo nhiều dị bản qua các địa phương tại Nhật thì câu chuyện này còn có phần 2, nơi mà Momotaro làm bạn với 3 con vật khác nữa, hổ, bò và cua. Với 3 con vật mới này thì lệch đi đâu được với 2 con vật hổ và bò đại diện cho hổ tím Fujitora và bò lục Ryokugyu. Vậy nhân vật cua là ai? Mình mạnh dạn đoán, đó chính là Kobe. Thậm chí Kobe sẽ thành đô đốc hải quân với biệt danh Cua Cam. Vì sao ư? Cụ thể như sau. Nhìn về tổng thể màu sắc thì 3 vị đô đốc cũ đại diện cho 3 màu cơ bản, đó là đỏ, xanh, vàng, lần lượt tương ứng với 3 con vật: chó, chim và khỉ. Theo bảng phối màu thì sẽ có 3 màu mới được tạo ra khi kết hợp tuần tự 2 trong 3 màu sắc cơ bản trên là tím, xanh lục và màu cam. Với sự xuất hiện của 2 đô đốc mới là hổ tím và bò lục thì chả có lý do gì nhân tố cam sẽ không xuất hiện. Và ứng tiếp với con vật, ta sẽ được vị đô đốc cua cam. Nhưng tại sao lại là Kobe, nhân vật được chọn vào vị trí này? Quay trở lại với phần 2 của câu chuyện Momotaro, thì có một phân cảnh ở đó. Trên đường hành hiệp với Momotaro, chú khỉ có thấy và ra chơi một chú cua, sau đó đã bị cua làm bị thương. Thay vậy, chú chó định ra ăn thịt cua, nhưng vì có lớp vỏ chắc chắn nên chú chó không làm gì được và hất cua sang một bên, khiến nó bất tỉnh. Đến đây thì rõ quá rồi, khi tình huống trên hoàn toàn khớp với phân cảnh của Kobe tại trận chiến thượng đỉnh tại Tổng bộ Hải quân. Khi chứng kiến quá nhiều sự đau thương và đổ máu tại chiến trường, Kobe đã không chịu nổi và một mình chạy ra ngăn cản chó đỏ Akainu lạm sát. Thấy vậy, Akainu định giết ngay Kobe, nhưng sau đó là sự xuất hiện của Tứ Hoàng Xanh đỡ cho Kobe một chiều từ chó đỏ. Sự sợ hãi cộng với xung kích từ hai đòn va chạm cực mạnh này khiến Kobe gục ngã ngay lập tức và bất tỉnh nhân sự. Điều đó hoàn toàn phù hợp với chi tiết chú chó tấn công cua, nhưng nhờ lớp vỏ cứng cáp mà chỉ bị bất tỉnh chứ không bỏ mạng. Ở đây Akainu chính như chó, Kobe là cua, còn lớp vỏ chắc chắn đó chính là xanh. Trái ác quỷ Kobe sẽ ăn. Nếu ta để ý kỹ thì từng năng lực trái ác quỷ của 3 vị đô đốc cũ cũng như mới đều phù hợp với 3 màu sắc tương ứng của họ: dung nham, đỏ, băng, xanh dương; ánh sáng, vàng; thực vật, xanh lục; trọng lực, tím.
Vậy rất có thể trong tương lai, Kobe sẽ sở hữu một trái quỷ mà theo chúng mình suy đoán rất có thể là Mera Mera no Mi. Vậy thì mình mạnh tay đưa ra giả thuyết Sabo sẽ tử trận, trái Mera sẽ được giao lại cho Kobe. Với giả thuyết đó, theo mình, Sabo trong tương lai sẽ có một trận chiến với Kizaru và rất có thể sẽ bị trọng thương hoặc mất mạng. Điều này rất có khả năng xảy ra khi mà Sabo thuộc quân cách mạng và Kizaru có nhiệm vụ phải bảo vệ những vị lãnh đạo trên thế giới. Và theo chất tờ mới nhất, Sabo đang bị đổ cho việc giết cha của Vivi, một vị vua của một vương quốc. Nhưng theo mọi suy đoán, Sabo không có động cơ gì để làm việc này. Và rất có thể, đây chính là kế hoạch của chính phủ thế giới nhằm tiêu diệt Sabo, người nắm giữ vị trí quan trọng trong quân cách mạng. Và rồi, người được gửi đến sẽ là Kizaru để xử lý Sabo. Sau trận chiến này, Sabo sẽ không thể cầm cự và tử trận, trái Mera được truyền lại cho Kobe. Chứng kiến trận chiến đẫm máu thương tâm như vậy và nhớ lại vụ việc của Ace sư tại tổng bộ trước đó, Kobe sẽ dùng sức mạnh Mera cản lại Kizaru. Vì bị hao tổn sức lực tại trận chiến trước đó với Sabo, nên Kizaru sẽ bị Kobe ngăn cản và làm bị thương. Điều này khớp với chi tiết khỉ bị cua làm bị thương. Vì vậy, Kizaru quyết định rời hải quân. Bộ ba đô đốc cũ sẽ được thay thế hoàn toàn bằng ba vị đô đốc mới. Trong đó Kobe sẽ là người được phong lên thành đô đốc hải quân với biệt danh Cua Cam. Lý do trái Mera được giao lại cho Kobe bao hàm rất nhiều ý nghĩa, như việc đó sẽ là chính Kobe với danh nghĩa một đô đốc hải quân chân chính, thừa hưởng ý chí của Ace và Sabo chống lại những tên hải tặc nguy hiểm, đó là Dâu Đen. Và hơn hết là sẽ trả thù đến từng người thừa hưởng sức mạnh của lửa mới. Kobe cùng Luffy đánh bại Akainu, người thay đổi lực lượng hải quân. Và điều gì tốt hơn khi lại chính là Kobe sẽ là người lật đổ cho đỏ Akainu nhằm xây dựng lại bộ máy hải quân. Cũng như đó sẽ là việc Kobe cùng với người bạn của mình là Luffy đánh bại Akainu, trả thù cho Ace. Cái chết của Sabo sẽ làm Luffy tiến gần đến cha mình, Monkey D. Dragon hơn và làm tăng thù hận của cậu đối với chính quyền. Còn Kobe, rõ ràng không ai khác xứng đáng nhận thừa kế của Ace và Sabo hơn cậu bé này. Không phải tự nhiên mà Thánh Oda cho Kobe xuất hiện trong mạch truyện còn sớm hơn bất kỳ thành viên nào băng mũ rơm. Có một ý nghĩa khác cho việc Kobe sở hữu Mera Mera no Mi chính là ý chí của Ace và Hải quân đã trở thành một. Hai thế lực luôn đối địch nhau, cùng hợp tác để chống lại kẻ thù chung, như xưa Garp và Roger đã từng hợp tác để đánh bại Rox. Kobe là học trò của Garp nắm đấm, và nếu nhận thêm lửa của Ace và Sabo, cậu sẽ là địch thủ duy nhất mà Luffy công nhận. Cũng trong câu chuyện về Momotaro phần 2, ở đoạn cuối có một phân cảnh chú cua quay lại và đánh trả chó. Với sức mạnh và ý chí này, cuộc chiến giữa Kobe và Akainu rất có thể sẽ xảy ra, vì cả hai người đều đại diện cho hai niềm tin công lý khác biệt. Sau time skip, nhiều độc giả đã rất hứng thú với sự phát triển nhanh chóng của Kobe. Cậu đã thăng chức thành đại tá. Nếu như giả thuyết này thành sự thật, người trả thù cho Ace sẽ không phải là Luffy mà là Kobe. Chú nhóc ngờ nghịch ngày nào đang được mong chờ sẽ có thể trở thành một thủy sư đô đốc đối đầu với vua hải tặc Luffy trong tương lai. Tuy nhiên, việc để Sabo chết là một chi tiết mà chắc chắn nhiều độc giả không đồng tình. Việc Ace chết đã là một nỗi đau quá lớn với Luffy, mà nếu Sabo có chết thì đôi khi lại thành phản ứng ngược khi Luffy sẽ khó mà vượt qua được nỗi đau lớn đó một lần nữa. Hơn nữa, sức mạnh của Sabo vẫn không phải là dạng xoang, cùng với sự chống lưng của quân cách mạng và Dragon thì việc Sabo chết rõ ràng là chưa quá hợp lý so với mạch truyện. Vậy mình xin đưa ra thêm hai giả thuyết. Đó sẽ là nên để Sabo, Luffy, Kobe thành ba thế lực của thế giới. Quân cách mạng, hải tặc và hải quân cùng nhau lập lại trật tự thế giới, chống lại những kẻ thù mạnh mẽ như Dâu Đen, đặc biệt là Im-sama. Và theo những chapter mới nhất thì đang có sự chuyển dịch về mặt cốt truyện giữa ba nhân vật này, khi với Luffy đã bắt đầu đi tìm One Piece, bắt đầu hành trình thực sự của mình. Sabo thì có những hành động giải cứu Kuma, và bị đồn là chính tay đã giết Nefertari Cobra, cha của Vivi, và hiện giờ chưa rõ tung tích. Còn Kobe thì bị Dâu Đen bắt giữ. Theo như giả thuyết 2 thì Sabo sẽ không chết và tham gia bộ ba thế lực để chống lại sự thối nát của chính phủ thế giới. Và hơn hết, Kobe cũng được cho là sẽ tham gia tổ chức hải quân ngầm nhằm lật đổ sự thối nát của chính phủ. Và Kobe là học trò của Garp, sẽ là đô đốc hải quân không cần dùng đến trái quỷ, góp phần chống lại những thế lực trên. Vậy Cua Cam không phải là Kobe thì là ai? Theo đó, với hướng giả thuyết 2 này, mình nghĩ Cua Cam lại chính là Sabo. Khi việc Cua dùng càng tấn công cho đỏ cũng như khỉ, chính là việc Sabo trở lại tấn công hải quân nhằm lật đổ chính phủ thế giới như mục tiêu của quân cách mạng, cũng như là người sở hữu trái Mera trở lại trả thù cho người anh quá cố của mình. Và tuyệt chiêu long trả thù của Sabo không khác gì đòn tấn công bằng càng của một chú cua. Luffy cũng cần làm vậy mới có thể hoàn thành ước mơ trở thành vua hải tặc của mình. Kobe cũng theo đó đối đầu với Akainu để thay đổi niềm tin công lý của hải quân, cũng như đại diện cho một hải quân chính nghĩa, tham chiến để xử lý tên hải tặc hết sức nguy hiểm, đó là Dâu Đen. Và đó chính là video Kobe, nhân vật quan trọng có thể ảnh hưởng đến Luffy và One Piece.
Nếu anh em xem thấy hay thì hãy để lại cho kênh Sàm Soi một like cũng như một đăng ký. Còn thấy chi tiết nào chưa hay hoặc chưa phù hợp, nhớ để lại một comment cho chúng mình được biết nhá. Và như thường lệ, đây là ba bạn mới sẽ được lên sóng của Thiên Trưởng Sàm Soi nhá. Đầu tiên là bạn 21 Trang Hoàng Long. Em là fan bê tông cốt thép của anh mà không được lên TV. Ok, cảm ơn bạn vì đồng hành cùng băng Sàm Soi, cho bạn lên TV nha. Mong bạn tiếp tục ủng hộ để trở thành fan vàng, kim cương của tụi mình nha. Nam Tạ FF. Anh ơi, nếu Roger không trở thành vua hải tặc mà là băng Rock thì sao ạ? Thế thì hỏng hẳn cả mấy thế hệ rồi bạn ạ. Nếu băng Rock lên làm bá vương thì sẽ mở ra thời đại chỉ có quyền lực độc đoán và vô cùng tăm tối luôn. Bạn Lê Khoa. Tốc độ của Sirius có khắc chế được haki quan sát của Katakuri không anh? Mong được lên TV. Theo mình, khả năng của Katakuri vẫn bắt kịp nha. Vì haki quan sát của Kata lên mức đỉnh của Chop, nhìn thấu tương lai gần mà.